Quỳnh Quân gây sốt với loạt ảnh cô dâu Thái Lan ở tuổi 29. Quỳnh Quân gây sốt với những hình ảnh như cô dâu trong trang phục Thái Lan. Bên cạnh diễn xuất ngày càng trưởng thành, Quỳnh Quân còn sở hữu nhan sắc khiến bao người phải ghen tị. Với lợi thế đó, cô nàng có thể dễ dàng hóa thân thành nhiều nhân vật với tính cách, tuổi tác khác nhau. Mới đây nhất, Quỳnh Quân lần nữa gây sốt với loạt hình ảnh như cô dâu Thái Lan. Được biết, hiện tại nữ diễn viên đang có chuyến du lịch Thái Lan cùng hội chị em có cả Lã Thanh Huyền. Trong những bức ảnh được nữ chính chúng ta của 8 năm sau hé lộ, cô đã đến Thái Lan và hóa thân thành mỹ nhân trong trang phục truyền thống của đất nước này. Trong những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản cá nhân, dân tình nhận xét Quỳnh Quân đẹp như cô dâu Thái Lan. Nhan sắc tựa trăng rằm với đường nét thanh tú, vẻ đẹp dịu dàng của cô nàng càng nổi bật hơn trong bộ chút thai, có nghĩa là trang phục Thái. Phải thừa nhận rằng Quỳnh Quân có khả năng cân đổ cực đỉnh khi mặc trang phục nào cũng đẹp xuất sắc. Ở tuổi 29, Quỳnh Quân có cả nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp đỉnh cao. Cô nàng thành công với loạt phim Việt Giờ Vàng và đã có chỗ đứng vững chắc trong nghề. Từ vai phụ đến vai chính, Quỳnh Quân cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đặc biệt, nữ chính chúng ta của 8 năm sau còn có khả năng tạo chemistry cực tốt với bạn diễn. Ở thời điểm hiện tại, khán giả đang mong ngóng Quỳnh Quân sớm trở lại màn ảnh nhỏ với một tác phẩm chất lượng hơn nữa. Trước đó, Quỳnh Quân đã rất thành công với Thanh Nguyệt ở chúng ta của 8 năm sau.